Rồi, xin chào các bác. Ngày xưa các cụ có câu là cầm vàng còn sợ vàng rơi, cầm tam bát cửu đời đời ấm no. Hôm nay thì em có một chiếc xe biển số Hà Nội 30G128.93, có nghĩa là cũng là tam bát cửu đấy ạ. Nếu mà mua chiếc xe này thì đời đời ấm no luôn nha các bác nhá. Chiếc này của em là Kona, sản xuất năm 2019, đăng ký về cuối tháng 12 năm 2019, gần sang 2020 luôn. Màu đen, biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Xe của em chạy 9.000 km. Cũng xin chia sẻ với các bác luôn là em vừa mua về đến cửa hàng, xe còn chưa kịp tắt máy luôn, quay luôn để cho các bác xem. Em thì thường xuyên quay xe nguyên bản, và có như nào em quay luôn như thế để cho các bác xem. Chiếc xe này thì hiện tại em đang giao bán trên thị trường với giá là 690 triệu. Các bác mua xe này thì sẽ tiết kiệm được một khoản khá khá so với xe mới. Tiền nào của đấy thôi ạ. Tiết kiệm được trên dưới 100 triệu. Các bác nào mà bảo tiết kiệm như thế là ít quá thì các bác có thể đi mua xe mới và bỏ qua luôn video này. Đấy. Chiếc xe này em vừa mua xong chạy có 9.000 km thôi. Ví dụ trước sát chỗ này này, đây các bác nhìn này, em vẫn để nguyên, không chưa kịp làm chứ không phải là không làm nhé các bác nhá. Em sẽ cho xử lý sau đó em sẽ đánh bóng phủ ceramic, đảm bảo cho các bác chiếc xe này nó sẽ đẹp như một chiếc xe mới luôn. Kona này là một trong số những mẫu xe cũng khá là mới của Hyundai, với cụm đèn LED ngày và đèn pha thiết kế thấp sát với mặt đường. Đấy. Lưới tản nhiệt mặt tổ ong giống như dáng của Santa Fe 2020 bây giờ. Nó gọi là đàn em của Santa Fe đấy. Chiếc này thì sẽ nhỏ gọn hơn, các bác đi phố thì thoải mái hơn. Các chị em mà lái xe này thì nó sẽ nhỏ gọn và dễ dàng lướt trong phố. Em xin nhắc lại nhá, chiếc này của em là Hyundai Kona bản đặc biệt, sản xuất 2019. Biển Hà Nội khá là đẹp đúng không ạ? 128.93. Cái này là túi tennis của em nhá. Lốp sức cua chưa một lần chạm đất. Xe nó có hơi bụi bẩn này, hơi bụi một chút. Nhưng các bác cũng thông cảm đúng không ạ? Tại vì là xe sử dụng thì không thể tránh được cái việc bụi bẩn. Xước sát còn không tránh được nữa là bụi. Chiếc này rất là nhỏ gọn nha, đi phố thì rất là tiện lợi. Và gầm cao, mọi người lên vỉa hè vỉa hức thoải mái luôn. Đấy. Chiếc xe này nếu mà nói về nhiên liệu thì em thấy là cũng khá là tiết kiệm. Động cơ 2.0. Nó ăn, nếu mà đi phố nha, đi Hà Nội nha, mà không bị tắc đường ấy, thì nó rơi vào khoảng tầm 6 lít xăng. Còn nếu tắc đường thì vô kể lắm. Các bác nổ máy mấy tiếng đồng hồ mà không di chuyển được thì rất là khó. Nếu đi cao tốc ấy, chiếc xe này động cơ 2.0 nhưng nó chỉ ăn khoảng tầm 5 lít thôi ạ. Tiết kiệm thêm được 1 lít xăng. Cụm đèn pha khá là đẹp đúng không ạ? Đèn LED ngày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào khoang nội thất nhé. Chiếc xe của em chạy có 7.000 km thôi, nhưng cái này là bụi bẩn, em lau sẽ sạch luôn. Ghế đấy ạ. Vô lăng, đề nổ start stop, cần số đấy ạ. Chủ xe thì họ đã lắp thêm cái loa súp nghe nhạc rất là hay đấy. Ngoài ra thì ở đây cũng có cruise control, ga tự động đấy. Phím bấm vô lăng cũng khá là nhiều tính năng tích hợp. Đặc biệt là chiếc xe này sẽ có một cái tính năng rất là hay ở trên chân gương.
đó chính là cảnh báo điểm mù chân gương. Nếu như các bác đang đi mà có một xe khác nó vượt đấy ạ, thì sẽ các bác sẽ nhận được thông báo luôn. Tít 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 ở trên chân gương mà nó sẽ nháy đèn. Cả ghế lái và ghế phụ còn rất là đẹp nha các bác nhé. Về cảm giác lái, về cái chỗ ngồi khá là rộng. Đây còn khoảng tầm 15 phân nữa mà chiếc xe này là em vừa lái xong. Đấy, em cao 1m7 nhá, ngồi này là cũng thoải mái rồi. Chân xe thì còn sáng và bóng, sạch sẽ, rất là giữ gìn cẩn thận. Đây là điểm tì tay. Ngắn gọn với các bác một chút nhá, em có chiếc Hyundai Kona sản xuất năm 2019, màu đen, nội thất cũng là màu đen sạch sẽ luôn, biển Hà Nội, biển khá là đẹp, tam bát cửu luôn. Chiếc xe này thì hiện tại em đang giao bán trên thị trường với giá là 690 triệu. Em vẫn hỗ trợ các bác vay 75%, bao test hãng, check hãng toàn quốc luôn. Xe của em chạy 9.000 km ạ, bao test cho các bác thoải mái. Mời các bác một chút thời gian qua cửa hàng em xem xe. Xe em vẫn hỗ trợ các bác vay 75% nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Đừng quên là ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho em. Xin phép em dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ.